Cô uống một ít đi. Giờ là lúc cần phải bình tĩnh, tỉnh táo, biết chưa? Ôi, bác sĩ, cháu tôi. Chúng tôi đã tìm được người hiến tim phù hợp. Mời người nhà theo tôi để ký giấy phẫu thuật ghép tim. Vâng ạ, tôi sẽ ra ngay. Mẹ ơi, vậy là bóng đã được cứu rồi. Mẹ gọi cho anh Thái và cả cậu Khang giúp con mẹ nhé. Ôi, lạy trời lạy Phật. Trời Phật đã nghe được lời thỉnh cầu của con. Cháu con được cứu sống rồi. Chuyện gì đây? Nói em nghe, có chuyện gì đấy? Khang! Anh Thái đâu? Em sợ. Khang, có chuyện gì? Anh Thái đâu? Rồi sẽ ổn thôi con ạ. Đúng như mình ngoan thế kia mà. Trời Phật tổ tiên nhà mình sẽ phù hộ cho nó. Con cứ bình tĩnh đi. Vâng ạ. Lúc nãy con cũng có thấy chuyên gia đến đây để cùng thực hiện ca ghép tim này. Nên hy vọng là bống sẽ vượt qua được. Ôi, bà, cháu tôi thế nào rồi? Ông. Ôi trời ơi, mẹ nghe mà rụng rời cả chân tay. Cháu nó có sao không con? Lúc nãy thì căng lắm ạ. Nhưng mà bây giờ cũng tạm ổn rồi ạ. Mẹ ơi, chị Bống có sao không ạ mẹ? Chị Bống mổ có bị đau không ạ? Chị Bống kiên cường và dũng cảm lắm con ạ. Nên là sẽ không sao. Có một người rất nhân hậu đã tặng cho chị Bống trái tim. Nên chắc chắn là chị Bống sẽ không sao đâu. Thế bố đâu ạ mẹ? Ừ nhở, từ nãy đến giờ không thấy bố Thái đâu cả. Bà ơi, ra kia ngồi nghỉ đi. Nhìn mãi có thấy gì đâu. Cô ơi, cô ngồi nghỉ đi ạ. Bà ra đây ngồi với cháu. Cháu có đọc thông tin rồi. Những ca mổ như thế này phải kéo dài từ 4 đến 5 tiếng cơ. Nên là tất cả chúng ta phải bình tĩnh chờ đợi thôi. Không biết là ai đã hiến tim cho Bống. Bống phẫu thuật xong
gia đình mình sẽ tới thăm hỏi và cảm ơn họ ạ. Nhất định rồi, ơn cứu mạng mà. Thế mới biết là trời có mắt, vẫn còn có người tốt đấy. Ôi bác sĩ! Sao thế ạ? Bác sĩ, xin chúc mừng gia đình, ca ghép tim đã thành công. Cảm ơn bác sĩ ạ. Gia đình tôi cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Không có gì ạ. Bác sĩ, gia đình tôi rất cảm ơn bác sĩ. Một lần nữa xin chúc mừng gia đình. Con ơi, trời Phật tổ tiên nhà mình phù hộ độ trì cho con Bống nhà mình con ạ. Mẹ ơi, Bống nói là sau khi tỉnh lại muốn nhìn thấy cả nhà mình. Không biết là anh Thái đi đâu rồi. Chú Khang, anh Thái đâu rồi? Hay là anh ấy bị... Bống còn thuốc mê, chắc chưa tỉnh ngay được đâu. Rồi còn phải nằm phòng đặc biệt nữa. Giờ thì cháu sẽ đưa mọi người đến một chỗ này. Trái tim trong lồng ngực Bống bây giờ là của anh Thái đó. Đợi bác ở ngoài đi.